Hôm nay ngày 20 10 ngày về Vân Nam. Lên thăm má vợ. Giờ đi lên thăm má vợ, đi với Hoàng Anh với anh bạn của Hoàng Anh đi. Đây giờ đi lên má vợ. Đi, đi ra xe luôn. Giờ đi đến trên đường đi thăm má vợ. Đi trang qua đi Bình Dương. Qua đi chánh vợ Bình Dương rồi đang đi. Mười tao đi thăm bồ mình, đi thăm vợ má vợ. Đây trên đường đi mọi người, đây là trình má vợ là 20 mấy cây số, 25 cây số chứ ít rồi. Bây giờ đến người ta để chở vợ chở bồ đi ăn uống, còn mình đi tặng quà, tặng quà thì còn mình thì phải vô đi vô chung nghỉ trang để thăm vợ. Rất là đau khổ, rất là đau bà con, nghỉ trang buồn, nghỉ trang buồn bà con, nghỉ trang buồn. Đây đi ngang qua mã Vũ Linh rồi bà con thấy không? Vũ Linh theo đó, đây giờ mình đến thăm vợ, mã vợ thăm nay nghỉ cuối cùng của vợ. Đó. Đây bên phải nha, xét xét vô đó. Đây nghỉ vô mã vợ lại chút nữa. Mà vợ buồn ghê, không có nơi nào buồn bằng nơi mà gặp vợ. Ra xét cái đẩy đậu đi được rồi, bộ đau buồn nè. Mà vợ
50-10. Lên cận quá tôi cũng như vậy. Đất đau giờ bẻ cái vợ. Đúng rồi, về vợ bà Kỳ Nhiên nay đi vườn anh với lại đến thắp nhang cho vợ. Vợ trái cây mua bông gì vợ nuôi để đúc đốt sau rồi đúc cho mấy cái mã chi sau thì sao để làm với cây vàng bạc đôi cho vợ. Bây giờ anh qua đi anh đựng điện, tôi đây công chuyện. Đất hư nghe mà đốt lại được không? Buồn ghê. Ông nghĩ vợ chết. Ông nghĩ vợ mất. Buồn đau. Ủa giờ lâu vợ lâu ngày không xài nó bị ấy không? Chứ làm lại được. Làm lại được, ý lâu giờ mình làm. Nổi nóng điện nữa này, tắt máy phải không? Tắt máy đi. Hôm nay đúng là vợ mất, vợ tôi mất đã 61 tuần 2 ngày 5 giờ 37 phút. Nhớ vợ gì lắm, thương vợ gì lắm. Không ai thấy đó vợ mất. Không ai thấy vợ con vợ mình chắc là đau, chắc đau buồn lắm. Thì không ai mà thay thế vợ bằng vợ mình, bà con không ai thay thế bằng vợ mình chắc là đau thiệt. Giờ anh phải lo hai đứa con đau lắm vợ ơi. Vợ có bị mất quen không? Rất là đau. Anh đưa vợ không biết sao. Vợ phù hộ cho anh mạnh khỏe nuôi hai đứa con được. Đau. Lên đây nhìn vợ là anh đau buồn.
Tôi sinh ngày 7/1981. Vợ tôi là người ở Bình Thạnh của một chắc là đẹp. Nghĩ đến vợ, dây nhà nghĩ đến vợ là tay bị rớt ra, cắt đầu em biết. Thì bỏ anh đi. Trước khi đi em không nói một đôi lời thật. Không nói đôi lời thật. Đâu nào mà em mắc, tao nghĩ em mắc đâu. Lo chuyện này em sống với anh này, thấy anh có bỏ bê gì. Lo chuyện này đủ, em muốn đi đâu anh đi đi đó. Muốn đi lúc nào, hè em là cô giáo, hè năm nào. Em muốn đi Mỹ anh sẽ đi với Mỹ với em. Muốn đi châu Âu, đi châu Âu với em. Nước nào em biết, ở châu Âu nước nào em biết không? À, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, rồi Hà Lan, Đức, rồi Pháp, nói chung là Thổ Nhĩ Kỳ, Luxembourg, Bỉ, rồi nói chung là Hà Lan là em cái nước nào cũng biết hết rồi, ha. Nước nào cũng rất là đau. À, Mỹ thì em đi 50 tây bang, em đi gần 20 tây bang cái bang rồi. Anh không bỏ bê em, em thấy anh sẽ sống với em sao? Không bao giờ mà bỏ, không bao giờ em thua súc với bạn bè. Nhưng mà em bỏ anh đi rất là đau. Đi mà em không nói đôi lời thật. Rất là đau vợ yêu ơi. Anh lúc nào cũng nhớ em. Nhưng mà em không cho anh thấy. Em không cho anh thấy là anh ngủ không thấy em. Không biết em còn hay là em đi đầu thai rồi. Em phải báo cho anh biết. Em phải báo cho anh biết. Rất là đau buồn đi. Rất là đau. Thì mình vợ là anh không biết. Đau. Không ai thay đới em bằng. Không ai thay bằng em. Không ai thay. Em được đủ, được nết thực này chứ. Em là một cô giáo. Hồn vợ có ở nhà hay là ở đây nữa. Rất là đau. Đi đúng nhà cho mà mái xung quanh này. Đâu nghĩ vợ đi đâu. Bệnh cây bây giờ cũng trị hết rồi đâu ấy. Biết mà vợ mổ mổ mắt rồi luôn cho mổ ha. Thank you.
biến bự năm nay là không tặng quà cho em, không được tặng quà cho em. Hồi đó là năm nào được tặng quà cho em hết, chở em đi tặng quà phụ bà cho em. Bây giờ hết từ đây là hết tặng quà cho em rồi, từ nay là tặng bông cho em thôi chứ không có quà gì hết. Bông với cái cây cho em thôi, rất là đau hả? Không, không ai mà đau và buồn mà mình, số mình xui quá, số mình xui quá là xui. Thằng vợ thấy thi hài của vợ chắc là bùa đau hả? Ở cái đây là 20 là riêng hình gặp hình em thôi chứ không gặp em gì, gặp hình em chỉ phòng mộ của em thôi, đây là nghỉ cuối cùng của em thôi chứ không có gặp đâu. Không biết là sao, nói chuyện bình thường, cứ muốn anh em nói chuyện bình thường, đâu có gì ấy đâu, đâu có gì đâu. Trước khi ngày, trước ngày mổ luôn, trước khi mổ bình thường mạnh khỏe, ai ngờ mổ xong rồi đi luôn đâu. Chưa đi chơi rồi, phải đi ra ngoài tiếp khách cho vui đỡ buồn, đi về nhà buồn, rất là buồn. Không biết, không biết ai biết tâm trạng của mình. Về nhà gặp thành vợ buồn, áo quần còn giờ còn lại buồn đau lắm. Không có nào đau bằng cái mà mất vợ. Sống vợ 20 năm. Vợ phù hộ cho anh khỏe mạnh nuôi hai đứa con, và em cho anh gặp em, tối cho em gặp, ngủ gặp em, không gặp em buồn, coi em quên sao, còn khỏe hay sao, cho anh gặp em, tối cho em gặp em, gặp em đau lắm, không có nào đau bằng mất vợ.
bên này chưa chưa đào hay đào. Vô xin phép vợ người gì giờ bây giờ anh em mắt anh cũng đau buồn lắm. Lúc nào anh về nhà anh ra ngoài đường anh cũng đỡ đỡ về nhà, nhà gặp hình của em nè, gặp đồ cũ đồ của em còn lại nè. Cái gì kỷ niệm của em anh rất là đau buồn, nhớ em lắm, không có ai mà thay thế em được. Nói thẳng em là người vợ rất yêu quý của anh. Không có được gì tả hơn. Túc, em là một cô giáo rất là hiền, rất là xinh đẹp. Không ai thấy em được hết. Rất là đau. Từ lúc quen với em đến nay là 20 năm mà không ngày qua ai đấy bằng em, rất là đau của họ. Đau quá là đau. Hôm nay ngày 20/10 anh đến đây cúng trái cây bông, tặng bông cho em với tiền đâu. Nói chung là anh rất là đau khổ lắm. Ông lên đây mỗi lần lên là anh đau khổ lắm. Về nhà đầu óc phân thẳng gặp hình. Thế em giờ ở đây thành ảnh em đây, xét em ở đây rất là buồn, rất là đau, đau đớn lắm, đau đớn lắm. Vợ rồi bây giờ anh phải về để lo cho hai đứa con, do Hưng chở Hưng đi hết tóc rồi, lo cho nó ăn uống, lo cho nó học hành. Em ở đây em nghỉ, ở đây anh nghĩ nha em, chắc là nhớ. Anh nhớ em lắm, đau khổ lắm rồi đó. Không có nào đau khổ bằng vợ mất, không nào đau khổ bằng vợ mất, rất là đau. Em, con hẹn gặp lại em, bye. Anh sẽ lên thăm em. À, anh nhớ em sẽ lên thăm em này nhiều lắm. Rồi em nè. Bây giờ anh sẽ về. Về nhà anh sẽ đi mà anh bận thời muốn bông bông tặng em nữa. Buồn đau quá em quay lại đang là đau khổ, rất là đau khổ bà con, buồn quá rồi. Không nào buồn mà mất vợ. Ngày 20/10 mà tôi khóc rơi nước mắt. Ngày 20/10 mà tôi rơi nước mắt là mọi người biết rồi.
cái này mà cãi với vợ đi, cãi với vợ rồi xong rồi hôm nay đi mua bông nghe mấy người mua bông tặng cho bạn yêu nha, yêu đi rồi lên xe đây sao thôi cho được cái này vậy sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.